Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con cán bộ, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hiếu học năm 2022-2023. Qua đó chia sẻ phần nào chi phí đầu năm học mới, đồng thời động viên khuyến khích các em đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập. Liên đoàn Lao động huyện Đức Đỏ đã trao tặng 149 suất học bổng mỗi suất 600.000 đồng kinh phí trao tặng học bổng từ nguồn vận động trong cán bộ, công nhân viên chức người lao động huyện đóng góp. Tại buổi lễ trao học bổng, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện chúc sức khỏe và động viên các em cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để trao tặng học bổng đồng hành cùng các em trong học tập.